Thưa sư, có phải buổi tối khi mình rửa chén cua đồng thì sẽ bị tổn phần âm đức không? Cái này sư thấy thuyết ở những cái vị bên Bắc truyền thì khá là nhiều. Tuy nhiên, trong kinh Tạng lẫn chú giải thì sư không thấy cái chuyện đó. Các vị bên Bắc truyền ấy thì lý giải như sau. Đó là khi mà mình khu chiên, khu trống như vậy, nhất là buổi chiều tối đó, thì cái hàng ngạ quỷ, những cái loài quỷ đói đó, nó sẽ thèm mà nó không ăn được. Thì như vậy nó sẽ oán, nó sẽ buồn, và như vậy mình sẽ hao tổn âm đức. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này. Bộ quý vị nghĩ là cái hàng ngạ quỷ nó chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối hả? Cái chuyện mà hàng phi nhân á, mà xuất hiện vào buổi tối á, là do mình quy định chứ không phải do họ quy định nha. Hàng ngạ quỷ thì có vào bất kỳ thời điểm nào, chứ không phải là tối họ mới xuất hiện. Ủa chứ nếu tối họ xuất hiện ban ngày họ đi đâu? Ừ? Lúc nào cũng có hết. Mà cái hàng quỷ đói đó, nếu như mà lúc nào cũng có thì không lẽ bây giờ buổi tối mình không nên rửa chén, như vậy buổi sáng mình có nên rửa hay không? Tại vì họ có thì lúc nào họ cũng có. Ừ? Rồi buổi trưa lúc mặt trời nắng chang chang mình có nên rửa hay không? Theo quan điểm của Trung Quốc ấy, thì giữa trưa là vào cái lúc mà dương thịnh ha, dương gọi là dương chính thịnh thịnh nhất ấy. Thì đó chỉ là cái quan điểm của họ thôi. Thực tế cái hàng ngà quỷ đói đó, buổi trưa thì nó vẫn đói như thường và nó vẫn lang thang như thường à. Nó không có sợ, mà buổi sáng hay buổi tối thì nó né, chuyện đó không có. Cho nên cái chuyện mà mình rửa thì sáng trưa chiều tối cũng y như nhau. Ừ. Nhưng mà như vậy, khi mà chúng ta ở những nơi tương đối thanh tịnh, ví dụ như ở các chùa, thì nhẹ nhàng thôi. Bởi vì đó, chùa là nơi của những vị ưa thích yên tĩnh. Cái này trong kinh nói chứ không phải là sư nói. Ừ. Đây là nơi ưa thích sự yên tĩnh. Cho nên ấy, nếu như có rửa chén bát trong chùa thì phải làm hết sức nhẹ nhàng, không có nên làm ồn. Nhưng mà nói vậy thôi, giờ quý vị rửa chén không ồn chứ cái miệng của mấy bà tám ấy, nó còn ồn hơn cái chuyện rửa chén nữa. Chỉ cần gặp nhau hai người thôi, hai người thôi là thành cái chợ rồi. Cho nên cái mấu chốt đó là gì? Khi vào trong chùa, không riêng gì việc rửa chén mà tất cả các hoạt động giữ gìn sự im lặng. Ừ. Bớt làm ồn. Bởi vì cái chuyện mình làm ồn ấy, ở trong cái nơi cần thanh tịnh, bản thân nó mới là việc tạo cái nghiệp bất thiện. Bởi vì chùa là nơi dành cho những vị ưa thích yên tĩnh, và sự yên tĩnh đó nó giúp cho các vị tăng tiến, tập trung, dễ tu hành. Mà mình vào trong chùa đó, mình làm ồn, tức là mình quấy rầy cái sự an tĩnh của ngôi chùa, bản thân việc đó nó là cái nghiệp bất thiện, chứ không phải là mình khua chén bát nó là bất thiện nha, nhớ giùm.